Chào bác nhá. Nay cửa hàng em lên giới thiệu cho bác con máy bơm nước này, cỡ lớn nhá. Đấy, các bác nào hay phải dùng bơm ao hồ các kiểu, hay là mình muốn mua máy bơm công suất lớn thì các bác có thể tham khảo con này nhá. Đây là con Robin EI15 này các bác này, EI15 nhá. Động cơ này là 3 ngựa rưỡi luôn các bác nhá. Đấy, con này thì ngoài cái bác không dùng bơm thì các bác dùng cái này kéo truyền, thuyền xuồng các kiểu rất là khỏe. Đây. Về máy thì rất là đẹp nhá các bác nhá. Thông số kỹ thuật của máy này, đây này, 3 ngựa rưỡi này. Đấy, 3 ngựa rưỡi thì sẽ lên đấy công suất là vòng tua là 4.000 vòng trên phút nhá. Còn 2 ngựa 7 thì sẽ là 3.600 vòng trên phút. Con này thì chế của nó là ga tự động các bác nhá, ga tự động. Về cái bơm của nó thì khá là to này các bác này, họng ra họng vào là 50 các bác nhá, họng 50 luôn. À, các bác nào dành cho các bác nào thích cái bơm mạnh nhá. Con này thì lưu lượng nước của nó là đi tầm 400 lít trên phút nhá. Nghĩa là nửa khối trên phút, rất là ok luôn. Đấy. Rất là khỏe nhá, và đẩy xa nó tầm 35 mét. Đấy, các bác thu về ống 21 thì đẩy rất là mạnh. Ống 50, các bác thu về ống áp lực thì đẩy rất là mạnh nhá. Máy thì rất là đẹp, và máy thì đã làm nổ ok con lành cánh đào cho bác nhá. Đấy, con Robin EI15, con siêu VIP nhá. Đấy. Con này thì em báo giá trong clip là 2 triệu bao ship cho các bác nhé. 2 triệu bao ship cho các bác. Máy thì làm nổ ok, ngon lành cánh đào hết cho các bác nhé. Những cái này thì em sẽ bổ sung. Đây, có mỗi thiếu một cái nắp này em sẽ bổ sung vào khi các bác nào chốt nhé. À, máy này rất là đẹp nhé. Khủng đây, nhìn là tổng quan. Đấy, con này là con cỡ lớn nhá, cho các bác kiểu một là các bác bơm nước ao vườn, hay muốn bơm lưu lượng nước lớn, hoặc là các bác dùng để hút phân hay là làm những cái bình yoga thì rất là thuận tiện nha các bác nhá. Rồi, con này em test nổ cho bác này, test nổ này. Đấy, ga của nó thì là ga tự động. Rất là êm luôn các bác nhá. Chụp ra là trợ lực luôn cho các bác nhá. Êm như gió thở luôn. Rất là êm. Ok luôn. Giá là 2 triệu bao phí ship với tận nhà cho bác luôn, bao giá thị trường nhá. Đấy. Bao giá thị trường nhá. Đấy, cái giá này thì em bao giá toàn thị trường Việt Nam nhá, giá rẻ nhất trong cái máy dọn rồi nha các bác nhá. Đấy, máy thì rất là đẹp, Robin EI15, công suất lớn. Rồi, bác nào quan tâm sản phẩm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0976123370. Bác xem clip thì vui lòng cho xin nút like các bác nhé, nút đăng ký kênh và chuông thông báo. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Chào tất cả mọi người.